Chào các bạn nha. Hôm nay mình có nhận một cái bo đại kim. Thợ nói là test mã lỗi ra thì nó sẽ báo là L4 ha. Thì mình đã sửa xong cái van bình này rồi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ luôn các bạn luôn ha. Nếu các bạn nào có gặp lỗi L4 nè thì kiểm tra vòng vòng như bên mình thử xem có được ha. Thì cái bệnh này thì nó cũng nó đơn giản, sửa cũng đơn giản, nhưng mà mình phải biết cái vị trí nó thì mình mới sửa được ha. Thì mình cũng thử kiểm tra mà lâu lắm nó mới báo lỗi các bạn, lốc không chạy hoặc không chạy ha. Thì mình mới kiểm tra cái phần cảm biến của con IC cục sức á, thì mình phát hiện nó bị cái cảm biến nó báo về nó bị sai chỉ số ha, ở chỗ này nè bạn ha, con cảm biến này nè, RTH này ha. Đó, thì nó bị sai điện áp, thì bên việc xử lý bên phần so sánh thì nó hiểu là công suất là nóng quá, nóng quá thì nó sẽ không cho block chạy ha. Nó hiểu gì đó thì nó không cho chạy thì nó sẽ báo lỗi là 4. Thì mình đã thay con cảm biến khác rồi thì block đã chạy lại các bạn nha. Chạy lại thì bây giờ mình sẽ kiểm tra quạt cho nó chạy, quạt chạy rồi tăng tua rồi cấp từ nó đóng mở ha. Cái này bộ quạt nha bạn, quạt thì nó sẽ có 3 dây UVW ha, W nè. Rồi trong này thì nó có 4 dây thì nó sẽ có một cặp cấp nguồn là 0V, 5V và hai thằng xung và từ quạt về ha. Khi quạt nó chạy, khi cho chạy thì nó sẽ có hai xung về, một xung đóng và một xung mở ha, thì nó sẽ luân phiên nhau. Đây là cái quạt này. Cái này là cấp từ thì lúc ban đầu nó chạy thì nó sẽ mở ra hết các bạn, mở ra hết rồi khi mình chạy lên á, nó chạy lên rồi thì nó sẽ đóng lại từ từ ha. Nó đóng lại rồi tùy theo cái tua ha các bạn, tua ví dụ mà tua lớn tua nhỏ thì nó sẽ thay đổi khác nhau ha. Đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nó có hoạt động không ha. Thì giờ mình sẽ đợi một chút xíu thì nó tăng tua lên đó, thì nó sẽ xoay cái cấp từ hoặc giờ chạy lốc chạy ok ha. Thường thì máy nó cũng ít có hư bệnh nhiều lắm, thì máy này mình kiểm tra lần 4 là chắc là mình sửa là nó ok đấy, còn phần kia chắc nó cũng ít có khi nào mình hư tới hai bệnh. Các bạn muốn biết nó bạn thấy nó quay không đó, nó quay lại ha, nó quay có nghĩa là ok các bạn. Còn các bạn muốn biết nó hoạt động không thì các bạn cứ tắt nguồn rồi mà các bạn gầm đợi khoảng 1 phút cho nó xả điện hết trong bo mạch hết ha. Các bạn gầm lại thì cáp nó sẽ tự động nó mở hết các bạn, nó mở hết luôn, nó mở hết xong rồi cái lốc chạy thì nó mới đóng lại ha, nó mở hết cho thông ra hết, xong mà lốc chạy lên thì nó mới đóng từ từ lại. Thì nếu mà càng tăng tua thì cáp sẽ càng mở ra, còn tua chậm thì nó sẽ đóng lại để cho nó tạo cái áp suất lên thì nó mới lạnh được ha. Rồi mình sẽ hiểu gì thôi các bạn, mình có nói sai thì các bạn thông cảm nha. Đó, các bạn thấy không, này lúc này nè, mình tắt máy mình mở lại thấy không, nó giờ mình sẽ nó mở máy lên nè. Nó thì các bạn thấy nó quay hai chiều được vậy là ok các bạn. Nó quay xuống cái nó quay lên quay xuống quay lên có nghĩa là nó quay được hai chiều ha. Còn nếu mà nó quay một chiều một là nó không quay ngược lại là cáp mình nó đã bị kẹt các bạn. Mình kiểm tra thì cái cuộn này thì mình chỉ cho bạn đo luôn ha. Thì trên đó nó sẽ có là năm sợi thì trên đó nó sẽ có là 4 cuộn dây các bạn, trong đó nó sẽ có 4 cuộn dây một cái điểm chung ví dụ 4 cuộn dây là nó sẽ ra 8 đầu thì các bạn nhập chung lại 4 đầu thành một điểm nha. Rồi lấy cái điểm đó là điểm chung thường cái cộng dây nó nằm mấy bên đầu tiên các bạn. Rồi các bạn sẽ đo dài qua thì nội trở nó sẽ bằng nhau các bạn nha, chỉ số ôm á, ví dụ bạn đo lên là 47 thì 47 nó sẽ 4 lần 47 ha. Bạn lấy một điểm chung các bạn đo lên thì nó sẽ cuộn dây đầu tiên thì nó sẽ lên 47 ha. Ví dụ đo lên cái cộng màu trắng này nó lên 47, cái cộng màu dịch
đó các bạn, cái đồ nó lên điều hết nha các bạn nha. Điều hết là có nghĩa là cái cầu cáp tự của mình sẽ còn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy lại ha, cho nó chạy lại thì một chút xíu nữa thêm nó có chạy lại đúng không ha. Đây các bạn đợi cũng hơi lâu các bạn. Rồi nó quay các bạn ơi, rồi nó quay lên ha. Đó, cái tầng tua thì nó sẽ quay thì trong cáp thì sẽ mở bự ra các bạn, bự cứ bự ra thì cho cáp nó lưu thông nhanh các bạn nha. Nếu mà tăng tua nó nữa thì nó sẽ mở nữa ha. Đó, thì quy trình của cái cục cáp tự này thì nó chỉ có bao nhiêu thôi các bạn nha, chỉ đóng mở thôi. Cái này video này mình chỉ mục đích cho hướng dẫn cho các bạn nào mới vào nghề thôi các bạn nha. Thì mình có phương pháp để kiểm tra cái cáp tự nó còn sống hay chết nha. Cái bệnh này thì nó các bạn thấy nó đóng rồi ha. Đó, các bạn cũng thấy là nó bệnh này thì người ta nói là nó không tăng tua nha, các bạn thấy ha. Chỉ mà nó sẽ mở hết luôn á thì nó sẽ tăng tua nha, ngay sắp sửa nó sẽ gần tăng tua các bạn ha. Khi tăng tua nó sẽ mở hết luôn các bạn, các bạn để ý. Rồi nó tăng tua các bạn, nó sẽ mở hết cái luôn ha. Rồi video của mình cũng đến đây hết nha, rồi xin chào các bạn nha.